và các bạn thân mến, trở về chiếc ga đóng mới thì hôm nay mấy anh mình chuẩn bị sẽ sơn lên màu cái phần thân vỏ ha. Thì hôm bữa anh mình dán keo xong hết rồi, cái phần cabin thì sơn lót màu xám rồi đó mà. Nên là anh mình bơm keo ra pha màu mà chuẩn bị lên màu. Ở dưới màu cam, còn ở trên màu gì ta? Cái này xanh hả? Ở cái viền có chữ ngọc là màu xanh, chứ cái viền nó xanh là một màu đúng không? Xanh đỏ gì á? Đâu có ngọc đâu xanh đỏ. Xanh ra ở dưới giữa đầu ca xám trắng. Bơm thục. Rồi nó học ra luôn trời. Cái gì vậy? Rồi, lỗi này lỗi trong nữa nè. Nhiều lỗi ta, lỗi trong, lỗi màu đỏ, đỏ ửng. Rồi màu đục đục nữa. Rồi nhiều lỗi ha. Mà nữa nó hơi vàng vàng nè. Giống mật ong nè. Cam tiếp luôn hơn. Con thùng này đủ cái mê hả? Thùng cam này đủ mê hả? Mê còn hai thùng. Dạ, anh đem sơn lại kìa. Đem cục đồ nghề ra pha sơn nè. Mà trong hũ màu cam. Sao cái hũ bự nhỏ xíu ta xài hết rồi. Trời ơi. Ra pha ô long vô nữa hả? Xăng hay gì nè? Dầu bóng hả? Đi có pha xăng chết luôn á. Gì dữ vậy? Ký tới 250 26. Dữ phận ta. Sao là ổn hả? Đi đề lên giá mới lỗ luôn hết. Giọng vô vậy là 5 xỉ, 5 xỉ tiền màu đó. Thì nãy mấy ký. Mấy ký rồi. Đó là pha màu sẵn luôn mà sơn lên. Màu cam sơn với mê. Tiếp tục tới màu xanh lá nè. Xanh lá hả? Màu cam này tới là màu xanh. Xanh lá đậm. Đậm mà để vô cái keo đó cái nó lên màu chưa xanh lá. Còn hũ cốt nữa. Hũ màu, hũ cốt rồi tới với keo pha lại. Hai xô. Xô xanh, xô cam. Pha sơn mà thấy màu trời này là hỡi ơi rồi. Đó, quá trời màu trời. Màu trời này hết chê rồi. Còn bây giờ là anh mình chuẩn bị sẽ sơn cái màu cho phần mê với phần vỏ, thân vỏ mà. Bây giờ là anh mình sau khi pha sơn thì giờ đổ chiếc sơn ra để mà lăn sơn lên này. Này sơn cậu mình sơn cái màu cam ở dưới mê trước đi nè. Sơn phần dưới mê trước. Trời đặc quá, thấy đặc quá cậu. Thấy đặc quá ha. Cho rồi pha cái thuốc qua trắng vô cho nó cứng keo. Mấy người sơn cậu? Hả? Hai người hả? Bốn người, năm người. Phải vô cái khung đó mới đẹp. Phải vô cái khung. Đúng nguyên bộ ban. Ba hoặc năm đó. Ba hoặc năm thôi. Sơn phần mê. Còn đây là màu xanh nè, màu xanh anh pha rồi nữa nè. Màu xanh này pha, màu xanh này là sơn cái phần trên nè. Xanh này giống xăm dứa, xăm dứa sữa. Lên màu nha. Bữa nay là anh mình lên màu với lại gắn cái bánh lái vô. Gắn tay lái thủy lực rồi luôn. Đó. Anh mình đóng cái coi linh văn cộng dây làm cái dấu mực.
sơn từ đó ra xuống đó màu cam, còn từ đó trên là màu xanh. Này sơn này nhanh mà đâu có lâu đâu, năm lăn keo mới lâu, còn sơn này thế màu nhanh nè, sơn phòng mũi sơn xuống làm keo kỹ ra, dán xong phải mài lại mới sơn. Cái phần dưới mê là hôm bữa anh mình lắp tới 6 lớp luôn, gì 6 lớp à? Cái o này thì 10 lớp, ngay chỗ cái đầu lô với đầu tiếp nói lại nè, chỗ này là 10 lớp cả hai phân keo á, bó là chịu cứ ngắt luôn à. Cậu quất nhanh dữ người ta, tốc độ thì chứ quay qua lại mà nguyên một phỉnh này rồi, rớt hồn rồi cậu ơi. Ở trên mà thằng Mộc mình còn bắt mấy cái bù lon của mấy cái kè, mấy cái cây chổi của giờ cái nhà mát cho ảnh. Kia chính giữa trống trống chính giữa là màu màu xám hả anh? Xám trắng. Còn cái chỉ trên chỉ xanh giống vậy luôn. Lên màu quá dữ. Này sơn xong mai anh hòa thủy rồi 29 âm lịch hả? 29 tháng 4 âm lịch hòa thủy, thì đây là ở bên mặn trái này, mà bạn thấy cái nhà mát ở trên không, cái khung sườn làm xong rồi đó. Bây giờ là anh mình đang cưa dán để mà lọp lên, dán phân mấy hai phân vậy, lọp lên lọp ngang lên làm cái mái che luôn mà. Đây là dán lọp rồi, cưa lần 3-4 tấm luôn, 4 tấm, 3 tấm, cưa lần 3 tấm. Nó rong sẵn rồi, anh chiền cẩu nó bỏ lên trên nhà mát đóng lạp luôn. Đại ca vô, đại ca vô, hai phi gì ta? Dâu hả? Nè bún mực nè. Làm cái hộp mực đúng bún mực. Chồng cái đống này lên luôn anh, chồng cái cưa đây, chồng đống này luôn vô. Chồng anh phốt cái đống kia lại vô. Chồng chồng lên nguyên bó. Này 2 phân hả anh trai? 2 rưỡi. 2 rưỡi à. Rớt. Cưa một lần, cưa một lần 3 tấm luôn. 2 tấm nữa. Rồi. 3 tấm. Anh mình chơi mực đỏ không chơi mực đen mà chơi mực đỏ rồi, mực đen, mực đen vậy chứ về nhà chảy không ra, xà bông chảy ra chanh luôn không ra luôn. Cái này lấy mà xài thì vài ngày bắt đầu nó hết, chứ mà chanh luôn á, đi trà chanh luôn không ra luôn. Mực bóp chứ má chưa mồng tơi đúng rồi, cái này lấy mồng tơi, mồng tơi bóp ra mà con người lạ quá. Một cái ra được nữa hả? Hai cái
thì ra hai đường. Được vậy mình nói trời ơi tôi phủ thả đó. Vậy để sao em biết làm sao? Để sao? Rồi vậy đi. Vô trước, vô trước, em ơi, vô rồi, lắm. Đây, vậy? Để mực. Đó bị thủng xuống á. Qua nguyên một bó cây luôn, vậy là xong rồi. Rong xong rồi, những người lắc cẩu lên. Hả? Quá trời. Qua giờ mình lấy nóc. Mình lấy dài mét 8. Hàng cái tôn 8 ly luôn à. Giờ anh mình rút cái lái vô luôn. Chuẩn bị là bữa nay cho nó hoàn thiện hết luôn, mai hạ thủy mà. Còn có ngày nữa. Hạ thủy siêu phẩm này rồi. Lớp đầu sơn lúc đầu làm cái nhà mát ở trên đó nữa. Qua rồi mình lấy. Chung đâu? Ở bên đây anh mình cẩu cái phần dán lạp lên luôn á. Nãy giờ cưa xong rồi á. Quá trời. Dán 1,5 phân, cưa nguyên bó. Đó là cái cốt lái ở trên đó mà. Qua này nguyên cái dàn xề đó. Để dòng dán lốp lên. Còn đây là phần trên này, phần trên nóc cái nhà mát này. Anh mình cẩu cái phần dán rong ra rồi đó. Giờ đang lọc rồi. Đang trải ra cũng lọc đó mà. Cách ra là mới đóng. Thốn dưới rồi ní ơi. Dán lót ghê quá. Đây là cái nhà mát. Này đi canh ngay xương nó đi. Ngay kẹo đi. Sắp là tôi ngay xong rồi mới đóng đinh. Đóng đinh tì hai bên đầu. Dữ thiệt chứ. Nhớ cái tầm. Gì hay quá. Bằng
Tua bả luôn rồi. Ok. Thầy cũng đâu cần kính nữa, cho nó sát sát vậy thôi chứ. Mốt rồi ngoài kính đi chán keo luôn á. Thiếu rồi, thiếu mớ rồi. Trời chưa? Còn thiếu 4 mét nữa, 4-5 mét nữa. Còn đây mình phan cái ách neo nè, hai cái ách neo hai bên, bên trái một cái, bên phải một cái mà. Đó, mới vừa rà cây xong vào khoan. Quá trời ghét. Quá trời cái dàn rớ. Ghê gớm à. Qua rồi mũi khoan nó dài. Đổ đường lỗ rồi. Ghê quá ha. Gió quá gió. Thành mũi cá. Tổ xuống ngay ép tổ luôn. Đừng tổ rồi. Tới keo rồi. Này đi hụt, hụt mũi rồi. Đổi mũi dài vô. Đổi ngay băng người ta ơi. Phan mấy cách này phê luôn. Cái này dày sọc rồi. Đó phan xỉ vô bắt vô cái khẩu luôn. Còn những phan nó ủa luôn á. Mai nãy bao nhiêu mấy anh thời keo dán mang keo đứng ngoài chuẩn bị lấy cái đường chỉ mà. Sơn đường chỉ mình nên thợ mình sang phan ắt neo nè. Ghê chưa? Quá dữ.
Kéo lõi lia lia luôn á. Sơn xong chứ anh giật con keo ra. Gỡ con keo ra là xong. Nhanh hơn mình sơn cỏ bắt chỉ từ từ. Wow. Chưa hai lớp rồi cậu. Này xong lớp này là dựng keo không? Gõ gì đây? Nè bốc siêu luôn. Là xong phần dưới này nè, còn sơn phần chỉ đôi, chia lá ba đôi ba dành ở trên nữa. Coi lên màu. Tới rồi. Đó. Qua dữ. Không có thấy đóng lên. Sau khi ánh sơn xong cái phần dưới với cái phần vàng vàng cái đó kêu mấy anh mình kêu lưỡi gà lưỡi gì đó. Rồi mấy anh mình bắt cái ách neo xong rồi bó keo ách neo với mấy cái lỗ tai. Đây tổng thể chiếc tàu của anh em mình đã làm cũng gần như là hoàn thiện rồi ba. Bữa nay sơn không kịp, sơn còn cái phần ở trên chỉ trên. Với lại lô đỏ. Cái phần nhà mát mình cũng vừa xong rồi đó. Chiên dịch rồi xong hết rồi.